Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Neni, quý độc giả thân mến. Để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Neni cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Neni Piracetam Dạng bào chế Viên nén Công dụng và chỉ định Điều trị triệu chứng chóng mặt, nhức đầu, mê sảng nặng Cải thiện một số triệu chứng ở người lớn tuổi như suy giảm trí nhớ, chóng mặt, kém tập trung, thiếu tỉnh táo, rối loạn hành vi, kém chú ý đến bản thân, xa suốt trí tuệ đột quỵ thiếu máu cục bộ cấp, điều trị nghiện rượu, điều trị bệnh thiếu máu hồng cầu liềm. Ở trẻ em điều trị hỗ trợ chứng khó đọc. Hỗ trợ trong điều trị giật dung cơ có nguồn gốc vỏ não. Cách dùng. Thuốc dùng đường uống. Liều dùng. Dùng liều một viên, ba lần một ngày, hoặc theo chỉ dẫn của thầy thuốc. Chống chỉ định. Suy gan, suy thận nặng, Người mắc bệnh Huntington. Lưu ý khi sử dụng. Người bị suy thận, người cao tuổi. Chú ý hạn sử dụng của thuốc, không sử dụng nếu như chế phẩm đã đổi màu bất thường hay quá hạn sử dụng. Người sử dụng sản phẩm này cần được biết đến một số tác dụng phụ hay tương tác sản phẩm nếu có. Tác dụng phụ thường gặp. Toàn thân, mệt mỏi. Tiêu hóa, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đau bụng, chướng bụng thần kinh, bồn chồn, dễ bị kích động, nhức đầu, mất ngủ, ngủ gà. Tương tác Piracetam tương tác với thuốc kích thích thần kinh trung ương, hóc môn tuyến giáp, warfarin. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Neni, đồng thời biết cách sử dụng Neni, sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.